Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào quý khách nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày mùng 5 tháng 1 năm 2020. Thì quay trở lại với kênh đồ gỗ Tùng Tám. Thì hôm nay chúng tôi vừa hoàn thiện xong một bộ sập thờ bằng chất liệu gỗ gụ có kích thước là trên 20. Bộ sập thờ này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của anh Hào ở tại Hạ Hòa, Phú Thọ. Và hôm nay thì chúng tôi đã hoàn thiện xong bộ sản phẩm rồi. Tôi có quay lại một video clip để gửi tới anh cũng như là giới thiệu đến quý vị khách hàng đang quan tâm đến những sản phẩm đồ thờ thì có thể tham khảo bộ sập thờ này. Đây là hình ảnh tổng thể của bộ sập thờ. Tôi sẽ lướt qua cho quý vị xem được bộ sập thờ này thì là có kích thước chân 20 và đục theo mẫu tứ linh cân. Bàn cơm là kèm theo là đi kèm là bàn cơm gỗ vụ. Đây là tổng thể phía mặt trước của bộ sản phẩm. Bây giờ tôi đi vào đường nét chi tiết hơn cho quý vị thấy rồi. Đây là chính giữa có đầu hổ phù, được đục chạm rất là tinh bong. Đó, phía bên này là có một bên phượng và ly. Đây là rùa. Đó, hiện tại là sản phẩm là phun bóng, chúng tôi quay nó hơi lóe sáng quý vị không nhỉ, quan sát chi tiết được, hơi khó quan sát. Đó quý vị nha, một bên là toàn bộ là đường nét chi tiết là được đục chạm rất là sắc nét, kênh bong lên. Đó, quý vị thấy những cánh phượng là chúng tôi kênh lên, hay là những cái dâu dòng đây, toàn bộ là kênh lên. Phía trên cổ là có đục dòng trầu mặt nguyệt kết hợp với bầu rượu cuốn thư. Còn thì đây là phần bao loa và đó, phía dưới là bàn cơm đi kèm một chiếc bàn cơm gỗ vụ. Đây là phần chân nhé, phần chân là đục chạm nghe trầu và toàn bộ đường nét là đục chạm thủ công hoàn toàn bằng tay, cực kỳ là sắc nét luôn. Tôi lướt toàn bộ phần xung quanh sản phẩm cho quý vị để xem và hình dung. Đây tôi quay lại tổng thể của bộ sập này, cực kỳ là hoành tráng và bề thế. Với mẫu sập chân 20 như này và đi kèm bàn cơm thì chúng ta bày biện vào phòng thờ thì rất là hoành tráng thôi. Thì mọi người có nhu cầu thì vui lòng liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510086 và cơ sở chúng tôi có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Toàn bộ hình ảnh sản phẩm, chi tiết về sản phẩm thì tôi sẽ để dưới phần link mô tả video dẫn tới website đồ gỗ tùng 8.com. Thì mọi người có thể truy cập vào website đồ gỗ tùng 8.com để xem thêm nhiều sản phẩm khác của chúng tôi. Chúng tôi chuyên cung cấp về các sản phẩm đồ gỗ nội thất, phòng thờ, phòng khách, phòng ngủ. Rồi xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 1 năm 2020. Đây là bộ sập thờ của anh Hào tại Hạ Hòa, Phú Thọ. Xin cảm ơn nhé.